Hay chúng ta làm một số bài tập về vòng lặp while nha. Bài này mình yêu cầu tính SN bằng 1 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng vân vân cho đến 1 phần N. Thì bài này nó cũng gần tương tự giống như cái bài hôm trước chúng ta học về vòng lặp while. Chúng ta đã tính tổng T bằng 1 cộng 2 cộng chấm 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 cho đến N luôn. Còn ở ở đây thì người ta trước khi cộng dồn vào thì người ta nghịch đảo con số N lại thôi. Thay vì cộng 1 thì người ta sẽ cộng 1 phần 1, chính là 1 luôn. Và thay vì cộng tiếp cho 2 thì người ta cộng cho 1 phần 2. Nó tương tự với lại bài tính tổng này. Bây giờ mình sẽ đi cài đặt. Mình khai báo biến in, kêu in là n và y luôn đi, à, một biến chạy y nữa, float s để lâu cái tổng. À, mình yêu cầu là printf nhập vào n. Scan phần trăm d phải và n. Bây giờ mình dùng vòng lặp while. While y của mình mà nhỏ hơn hoặc bằng n, điều kiện ban đầu là y phải bằng 1 và gì nữa, và s bằng 0. S bằng 0 để mình cộng dồn vào cho nó tích lũy lại. Rồi, trong đây mình sẽ tính S của mình sẽ bằng S cộng dồn cộng cho 1 chia N, à, cộng cho 1 chia Y chứ. Ở đây biến Y là biến chạy. Ví dụ Y đang bằng 1 thì nó sẽ cộng cho 1 phần 1 lâu vào trong S. Sau đó Y tăng lên 2 thì nó lấy cái giá trị S cũ đó, đang là 1 phần 1, cộng thêm cho 1 phần Y là 1 phần 2, rồi lâu lại trong S. Người ta gọi là cộng tích lũy. Và nhớ tăng biến y là một đơn vị. À, cái phép cộng này có thể ghi tắt là cộng bằng. Ok. Và đây mình in ra s này. S của mình sẽ bằng phần trăm chấm 4 đi. Chấm 6 luôn đi. Mặc định là chấm 6F rồi. Shift N. Phải S đúng không? À, bài này tưởng chừng như nó chạy đúng rồi nhưng mà các bạn chạy lên nó sẽ chạy sai. Kết quả của mình ở đây mình đoán kết quả S nó sẽ bằng 1 mà. Cho dù bạn có nhập N bằng bao nhiêu đi nữa kết quả nó vẫn bằng 1. Mình chạy chương trình lần thử cho các bạn xem. Ví dụ nhập N bằng 2. Đáng lẽ kết quả đúng là 1 cộng 1 phần 2 đã ra khoảng 3 phần 2 là 1,5 luôn. Enter, trong khi đó kết quả nó lấy ra 1. Và bạn có nhập N bằng 100 đi chăng nữa kết quả nó cũng chỉ bằng 1 thôi. Tại sao? À, thì đây là do cái phép chia. Nó thấy số 1 của mình là số nguyên đúng không? Y đây cũng là số nguyên. À, ví dụ 1 chia y đang bằng 2 thì chia ra kết quả của nó sẽ là 0 mà, tại vì phép chia số nguyên 1 mà chia 2 thì nó được 0.5 và phần nguyên của nó bằng 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 0. Và y tăng lên 1 2 3 4 5 cho đến n thì cái tổng này thì cái thương này nó luôn luôn bằng 0, cho nên nó cộng dồn vô s. S nó chỉ bằng con số 1 ban đầu là tại vì cái 1 phần 1 thì nó chia được, nó ra là 1. Nó chỉ đúng rồi là 1. Còn khi y từ 2 trở đi thì nó sẽ phép chia này nó sẽ ra 0. À, cho nên kết quả cuối cùng là bằng 1. Thì chỗ này bạn có thể ép kiểu y sang kiểu float. Trước khi chia thì mình ép kiểu à, như thế này. Chạy kết quả lên. Mình nhập vào bằng 2.
thì nó là đúng là 1.5 ha. Cơ thể FQE sang kiểu float, hoặc là bạn dùng số 1 này là một cái hằng kiểu float thì bạn có thể ghi thêm 0 f ha. Cái hậu tố f nên là cho biết cái hằng số 1.0 này thuộc kiểu float. Và khi mà có một trong hai số ở trong cái phép chia này nè, một trong hai cái toán tử ở trong cái phép chia này, toán hạng chứ, toán hạng trong cái phép chia này mà là kiểu float thì tự động nó ép cái toán hạng còn lại sang kiểu float để nó chia luôn. Có thể ghi một f cũng được ha, một f vẫn được, thường mình hãy ghi là 1.0 f. Mình chạy chương trình rồi, không cho rồi, chắc là 1.0 f. Ví dụ mình nhập 2 enter, nó bắt đầu 1.5 đúng không? Nhập vào 3 thì coi nó ra kết quả bao nhiêu. 1.5 cộng thêm cho không 1/3 nữa là 0.3333 nữa là ra 1.833333. Rồi, ví dụ này thêm một lần nữa cho ông ta thấy trong C nó rất là thoáng. Với các bạn viết code phải cẩn thận, phải hiểu rõ bản chất của từng phép toán. Rồi thì video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.